Diễn đàn du lịch Thừa Thiên Huế năm 2020 với chủ đề Kết nối lữ hành Huế, điểm đến an toàn và thân thiện, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phục hồi, kết cấu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế. Với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, nhiều phong trào hoạt động được các trường học triển khai đã tạo ra những thay đổi lớn trong môi trường học đường. Công tác đảm bảo an toàn hành lang đường bộ gặp nhiều khó khăn khi tình trạng xâm hại hành lang đường bộ đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Xin kính chào và chúc quý khán giả chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế bước vào một tuần làm việc mới hiệu quả, đạt được nhiều thành công. Cùng với những tin chính qua phần điểm thì vừa rồi, trong chương trình sáng nay thứ hai ngày 1 tháng 6 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác được chuyển đến quý vị. Tin tức chi tiết của chương trình, thưa quý vị, kết nối lữ hành Huế, điểm đến an toàn và thân thiện là chủ đề của Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày hôm qua. Đây là hoạt động nhằm triển khai đề án phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2021, hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Tham dự và chủ trì diễn đàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng cùng hơn 300 đại biểu đến từ các hiệp hội, sở du lịch, các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành trên toàn quốc. Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020 là cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ, các chuyên gia du lịch cùng các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi, hiến kế cho chương trình phục hồi, phát triển du lịch của Thừa Thiên Huế trong bối cảnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Diễn đàn thể hiện quyết tâm của Thừa Thiên Huế trong việc đẩy mạnh kết nối nhằm phục hồi du lịch sớm trở lại bình thường mới. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nêu rõ những lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch của địa phương cũng như những khó khăn thách thức của ngành kinh tế này do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Thừa Thiên Huế đang xây dựng một giấc mơ Huế, xây dựng một sự hạnh phúc để hướng tới người dân có cuộc sống sung túc, xã hội được bình yên và chính quyền thân thiện. Đó là ba mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển Thừa Thiên Huế trong năm tới. Tôi nghĩ đây là điều kiện thuận lợi để khách du lịch trong nước, ngoài nước để chiêm nghiệm và trải nghiệm một sự hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tại diễn đàn này, tại hội nghị này, chúng ta sẽ thảo luận làm thế nào để có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn giữa chính quyền với ngành du lịch, với các cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế, với các đơn vị lữ hành, làm sao nâng tầm lữ hành để Thừa Thiên Huế thật sự là điểm đến an toàn và thân thiện. Diễn đàn hướng đến các mục tiêu nhằm đánh giá khả năng phục hồi của ngành du lịch Thừa Thiên Huế, xác định các đối tượng thị trường khách trong bối cảnh hiện nay và hậu dịch COVID-19. Các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà làm du lịch có những dự báo về xu hướng thị trường chung đối với tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo đó, khách nội địa là ưu thế hiện nay. Đồng thời, một số lựa chọn của du khách đó là sự an toàn điểm đến, an toàn dịch vụ, ưu tiên những sản phẩm phù hợp du lịch ngắn ngày. Loại hình vận chuyển, thời gian lựa chọn du lịch của du khách cũng có những thay đổi. Do vậy, du lịch Thừa Thiên Huế cần tập trung cho thị trường khách nội địa, tiến hành xúc tiến, khai thác thị trường khách quốc tế gần, an toàn vào giai đoạn cuối năm nếu tình hình dịch bệnh được khống chế sớm. Theo các chuyên gia, địa phương cũng cần đẩy mạnh liên kết để xây dựng chuỗi sản phẩm vùng hấp dẫn, thu hút du khách, triển khai các gói kích cầu của chính quyền trong năm 2020 và của các doanh nghiệp. Chính quyền địa phương cần tham gia quyết liệt thực hiện các công bố liên kết ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Tại đây, Thừa Thiên Huế nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà làm du lịch cho chương trình phục hồi phát triển du lịch của Thừa Thiên Huế. Chúng ta phải làm nhanh hơn, mạnh hơn cái việc thúc đẩy khách đến với Thừa Thiên Huế nói riêng và với cả ba tỉnh nói chung, để chúng ta tạo ra được một cái hiệu ứng mạnh mẽ trong cái việc thu hút khách nội địa, thu hút bằng nhiều hình thức, để trong đó đặc biệt là vấn đề chi phí thấp. Để đạt được chi phí thấp cho các cái tour du lịch nội địa thì không phải chỉ có các doanh nghiệp hạ giá mà chính quyền cũng phải vào cuộc, phải có những sản phẩm mới. Mới ở đây không phải chỉ là những sản phẩm hoàn toàn mới, mà có thể chỉ là những chi tiết mới trong những cái tour du lịch cũ. Khôi phục và thúc đẩy thị trường kích cầu nội địa cao cấp, thu hút khách có chi trả cao để từng bước thay đổi chương trình kích cầu này, đưa du lịch trở lại cái trạng thái hoạt động bình thường.
Vì chúng tôi cho rằng là Huế cần khai thác tiềm năng về biển và hệ thống đầm phá được xem như là thế mạnh thứ hai của tỉnh. Do đó là chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh có thêm cái kế hoạch để quy hoạch tổng thể dự án đầu tư vào các bãi biển đẹp. Mặt khác thì để níu giữ khách du lịch ở tại Huế, ở lại Huế nhiều hơn thì tỉnh nên kêu gọi đầu tư vào các loại hình du lịch giải trí và các dịch vụ, các trung tâm mua sắm có tính tập trung và những cái có chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý, tránh cái tình trạng manh mún tự phát và chặt chém du khách. Tại diễn đàn, Thừa Thiên Huế công bố chính sách kích cầu du lịch của Thừa Thiên Huế và chương trình hành động liên kết ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, điểm đến an toàn miền khách, giới thiệu chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa thể thao gắn với du lịch và đặc biệt là Festival Huế 2020. Giới thiệu sản phẩm mới và chương trình liên minh kích cầu của các đơn vị lữ hành, các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp dịch vụ nhằm quảng bá rộng rãi về điểm đến địa phương và chương trình kích cầu du lịch trên các kênh truyền thông và các báo chí của trung ương và địa phương. Qua diễn đàn, tạo môi trường kết nối các doanh nghiệp lữ hành lớn trong cả nước với các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh, cùng nhau liên kết hưởng ứng triển khai chương trình kích cầu của tỉnh Thừa Thiên Huế, chương trình liên kết ba địa phương một điểm đến trong thời gian tới. Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát đẩy lùi thì du lịch nội địa đã được phép hoạt động trở lại. Các hoạt động kích cầu phục hồi du lịch được triển khai trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Cụ thể, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam mới đón hơn 3,73 triệu lượt, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 5, lượng khách giảm thấp nhất trong nhiều năm qua, giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 98,3% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ hầu hết các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu đều giảm mạnh. Nguyên nhân là do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế, nên lượng khách chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Doanh thu du lịch lữ hành cũng vì thế mà giảm mạnh, mức giảm lên đến 54,1% trong 5 tháng đầu năm. Hiện du lịch nội địa đã được phép hoạt động trở lại với nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn. Các hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch được triển khai trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Chuyển sang những thông tin khác, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 24 CTTTG về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, đảm bảo người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường gắn kết chặt chẽ ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá kỹ năng nghề, nâng cao năng lực dự báo, thống kê về lao động có kỹ năng. Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận trình độ các nước ASEAN trừ 4, đến năm 2045 tiếp cận trình độ các nước G20. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 5 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vốn FDI thực hiện 5 tháng qua ước đạt 6,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 58% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là cả quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và tăng thêm 5 tháng đạt trên 180 triệu đô la Mỹ, bằng 98,7% cùng kỳ năm trước. Trong số 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam thì Đức và Hoa Kỳ là hai quốc gia dẫn đầu, chiếm trên 60% tổng số vốn đầu tư. Năm tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản nước ta ước đạt gần 27,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là các nhóm thủy sản và lâm sản, dù quý 1 giữ vững tăng trưởng thì tháng 5 lại sụt giảm. Cụ thể, nhóm nông sản chính ước đạt gần 7,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,2%, chăn nuôi ước đạt 210 triệu đô la Mỹ, giảm 19,1%, thủy sản ước đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,5%, lâm sản chính đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,9%. Các mặt hàng có giá trị và sản lượng xuất khẩu giảm mạnh gồm cao su, chè, hồ tiêu, cà tra và tôm. Trong khi đó, cà phê, gạo và rau tiếp tục tăng giá trị xuất khẩu.
Về thị trường xuất khẩu, tính chung 5 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,5% so với cùng kỳ và chiếm 23,8% thị phần. Tiếp đến là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và các nước ASEAN. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Tại trường Trung học cơ sở Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội luôn dành mọi điều kiện tốt nhất để cho trẻ em vui chơi và phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 là dịp để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em gắn với Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Đây cũng là đợt truyền thông, vận động xã hội nhằm tập trung sự quan tâm của toàn xã hội để giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Cũng trong dịp này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã tổ chức trao nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hương Thủy. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã triển khai cuộc thi rung chuông vàng dành cho học sinh trường Trung học cơ sở Thủy Dương, thu hút hơn 200 học sinh, đội viên, thầy cô giáo của nhà trường tham gia. Ngày hôm qua, Thành đoàn Huế tổ chức lễ ra quân hoạt động hè và ngày Chủ nhật xanh năm 2020 với sự tham gia của trên 600 đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế. Với chủ đề đa dạng sinh học và hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2020, chương trình thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Huế diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ngày Chủ nhật xanh vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với hoạt động hè, tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với nhiệm vụ tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Nhằm chia sẻ những khó khăn đối với công tác nuôi dạy các em thiếu nhi, tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 11 suất quà cho các tổ chức, đơn vị bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố. Trao tặng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập với kinh phí do tập thể thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diệu quyên góp hỗ trợ. Ngay sau lễ phát động là hoạt động ra quân tổng dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại khu vực đường đi bộ đoạn từ cầu Tràng Tiền đến cầu Phú Xuân. Thưa quý vị, ngoài tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm gần đây, việc rèn luyện kỷ cương, nề nếp, nội quy trường học cho học sinh cũng là một mặt công tác được ngành giáo dục Thừa Thiên Huế chú trọng thực hiện. Với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, nhiều phong trào hoạt động được các trường học triển khai đã tạo ra những thay đổi lớn trong môi trường học đường, ghi nhận của phóng viên Huyền Ngày Mới. Khiêu vũ giờ ra chơi, một trong những hoạt động được thầy và trò trường Trung học cơ sở Thủy Dương duy trì trong năm học qua. Khi tiếng nhạc cha 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 vang lên đầy số đồng, là lúc không chỉ các em học sinh mà cả các thầy cô giáo cùng ra sân, giải tỏa bớt những căng thẳng mệt mỏi sau những tiết học. Không bắt buộc phải đồng đều trong từng động tác, không thi đua ai nhảy hay, nhảy đẹp hơn. Chỉ cần các em hòa bình vào điệu nhạc và tìm được niềm vui trong từng bước nhảy, đó là một thành công của hoạt động này. Khi tham gia những hoạt động nhảy giấy cha và hoạt động ngoài giờ của nhà trường thì sau những giờ chơi thì em cảm thấy rất là thích thú. Sau những giờ học mệt mỏi thì em cảm thấy nhảy giấy cha là một cái niềm vui. Là sau những cái giờ mệt mỏi đó khi mà vào học lại thì cảm thấy hứng phấn hơn. Thì có các hoạt động của nhà trường thì em cảm thấy rất là thích thú và nó cung cấp cho em rất nhiều thông tin. Thứ nhất là về kỹ năng sinh hoạt tập thể, thứ hai là về kỹ năng sinh hoạt trong đời sống và trong đời sống thường ngày. Trong những năm qua, trường Trung học cơ sở Thủy Dương là đã tổ chức rất nhiều hoạt động, đặc biệt là những hoạt động giờ ra chơi như dạy cha cha cha, mùa học xứng tường, cả hoạt động trải nghiệm. Trong quá trình tổ chức hoạt động thì thấy các em rất hứng thú và hào hứng, đặc biệt là các em đã rèn luyện được các cái kỹ năng như là kỹ năng tập thể, kỹ năng giao tiếp và các cái kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, giúp các em có cái kỹ năng lao động sản xuất và hướng nghiệp trong tương lai. Từ những phong trào nhỏ như không sử dụng túi ni lông sử dụng một lần, xây dựng môi trường học tập xanh, sạch sáng, hay tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học, thực hiện và duy trì hát quốc ca trong các lễ giao cờ, được các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt, đã đem lại những hiệu quả tích cực từ sự thay đổi về nhận thức và hành động của học sinh. Bên cạnh đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh
còn tập trung triển khai xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học, xây dựng môi trường văn hóa, tổ chức hoạt động đoàn, hội, đội, đem lại một môi trường sư phạm an toàn và thân thiện. Thông qua những cái hoạt động các cái sân chơi bổ ích cho các em thì đồng thời không chỉ là rèn luyện đạo đức mà còn hình thành cho các em những kỹ năng sống quan trọng và còn được tích hợp lồng ghép trong các bộ môn như là giáo dục công dân, bộ môn giáo dục quốc phòng và các bộ môn khoa học xã hội liên quan. Thì đây là một công tác nhà trường làm rất là tốt và cái hiệu quả của công tác này đó là học sinh của trường 2 và trường rất là chăm ngoan, lễ phép, biết vâng lời và biết yêu thương mọi người, sống có văn hóa, ứng xử có văn hóa và không có trường hợp nào là vi phạm đạo đức lối sống mà vi phạm đến pháp luật mà bị khiển trách. Nhà trường là có cái sự phối hợp rất chặt chẽ từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh để kiểm tra thường xuyên những cái bất kỳ những cái vi phạm, những cái nhỏ của học sinh thì phụ huynh đều kịp thời nắm được và cùng với giáo viên chủ nhiệm để mà giải quyết. Cho nên là qua đến đầu học kỳ 2 thì rõ ràng là nền nếp học sinh nhà trường luôn luôn đi vào một cái nền nếp ổn định. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, công tác giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh tại các đơn vị trường học trong tỉnh đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng. Nhà trường gắn việc giáo dục đạo đức văn hóa với đạo đức lối sống, lồng ghép chương trình giảng dạy với các hoạt động dạng ngoài cho học sinh như tổ chức đi thăm các di tích lịch sử, viếng nghĩa trang, thăm đối tượng chính sách, phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa. Từ đó, mỗi mái trường trở thành môi trường thân thiện, mỗi học sinh trở thành một người học tích cực. Qua đi kiểm tra khảo sát một số trường ở tại Thừa Thiên Huế thì chúng tôi cũng thấy về trực tiếp các trường, chúng tôi thứ nhất là chúng tôi cũng đánh giá cao về cái công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống rồi cái nề nếp kỷ cương trong các nhà trường của Thừa Thiên Huế. Thực tế vào đây chúng tôi thấy là sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu tỉnh, chủ tịch ủy ban tỉnh cũng như là Sở Dục Đào tạo cũng rất đặc biệt quan tâm đến cái công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế. Về tại một số các trường thì chúng tôi thấy là cái nề nếp kỷ cương, cái cảnh quan, môi trường, cái điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường cũng được lãnh đạo các nhà trường khá quan tâm. Trong thời gian tới, chúng tôi quan tâm đến cái môi trường giáo dục theo cái chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về xây dựng thí điểm các đơn vị, các huyện đều phải có trường học kiểu mẫu ở trên tất cả các cái cấp bậc học. Văn hóa học đường là môi trường để giáo dục và rèn luyện nhân cách cho các thế hệ học sinh mà gia đình và nhà trường, xã hội là những thành phần giúp tạo nên. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo của các nhà trường sẽ được nhân rộng hơn nữa nhằm tạo ra môi trường học tập thân thiện, đóng góp tích cực cho phát triển của ngành giáo dục. Thưa quý vị, hành lang an toàn đường bộ được xem như là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, việc quản lý đảm bảo hành lang thông thoáng đang là vấn đề khó đối với cả chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giao thông, đặc biệt với những đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư. Có rất nhiều hộ dân cơi nới, buôn bán và kể cả tranh chấp đất đai, dẫn đến những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan môi trường. Phản ánh của phóng viên Huyền Ngày Mới với thực trạng này. Hành lang đường bộ được quy định tính từ mép đường hoặc ta luy âm, rãnh thoát nước ra từ 3 đến 17 mét tùy theo khu vực có dân cư hay không có dân cư. Nhưng hiện nay, đa số hành lang đường bộ đều bị thu hẹp, đặc biệt trong các khu vực dân cư, đô thị đang phát triển thì việc cơi nới, lấn chiếm hoặc tranh chấp đã làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng, che khuất tầm nhìn hoặc gây ô nhiễm môi trường trên tuyến. Đây là một trong những khó khăn trong công tác quản lý của đơn vị giao thông và chính quyền địa phương. Công tác quản lý hành lang thì đi qua các cái huyện và ngoài đa số là ở phần ngoài đô thị, cho nên thì công tác quản lý hành lang là cũng có phần rất là khó khăn, vì các cái tốc độ đô thị hóa của các cái dân cư ở các cái hai bên tuyến là ngày càng phát triển, càng tốc độ phát triển rất nhanh, và cái lực lượng cái phía mà địa phương thì cũng một phần là do cái nhu cầu kinh tế của phát triển địa phương thì họ cũng có phần là không thiếu cái quan tâm quyết liệt trong cái công tác phối hợp xử lý với hành lang.
Còn đây là hình ảnh một cung đường đã được mở rộng thông thoáng, nhưng lại vì chính những công trình vật dụng hai bên đường làm cho cảnh quan nhếch nhác, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đường cấp 3 đồng bằng nhưng hành lang an toàn không có và cả công trình vật dụng hàng hóa để sạt lề đường. Trong khi đó, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo về tiêu chí an toàn giao thông là phải thông thoáng, rõ tầm nhìn. Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được lý giải do tranh chấp tài sản. Một vụ tranh chấp thì không thể lấy lý do đó để biện hộ cho việc xâm hại hành lang an toàn giao thông đường bộ. Với chính quyền cơ sở thì việc xử lý chỉ ngang mức hòa giải. Hiện nay trên địa bàn thì nó diễn biến rất là lâu rồi, từ năm 2014 khi mà cái dự án quốc lộ 1 diễn ra thì xảy ra cái mâu thuẫn và tranh chấp. Thế tại thời điểm đó thì xã cũng đã mời ra giải thích, rồi là có cái các cái biên bản hòa giải cho giữa hai gia đình. Còn cái biện pháp giải pháp cuối cùng là phải gửi đơn ra tòa để có cái sự phân chia thừa kế và tài sản hiện nay của đó. Thế quá trình tranh chấp thì có xảy ra những cái mâu thuẫn về tài sản. Thì hiện nay là các bên cũng đã gửi ra công an làm việc. Thì kết quả thì hiện nay đang làm việc. Về quản lý hành lang an toàn đường bộ, tại quyết định số 994 ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ. Quản lý, bảo vệ phần hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm. Các cử các quy định nêu trên, việc xem xét ảnh hưởng của hành lang an toàn đường bộ, việc lấn chiếm, ngang nhiên rào cản phần đất thuộc về đường bộ và hành lang an toàn đường là vi phạm và phải được dỡ bỏ ngay. Tuy nhiên, thực trạng vi phạm an toàn hành lang đường bộ đang diễn ra rất phổ biến ở nhiều tuyến đường, ở nhiều địa phương. Chương trình Chào ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.